Không phải là một bài hát nào khác mà lại là mê em. Dạ thật ra ai hú ấy. Lỡ hú thì hú lớn đúng không? Trước khi mà mình nói về cái viết cái bài này đi, em muốn chia sẻ với tất cả mọi người thực sự đi. Bây giờ ơi, tôi yêu cảm giác này lắm, tại vì rất là lâu rồi mới gặp được nhà bông tôi, cũng như là tất cả các anh em 2-3 năm rồi chúng ta mới được gặp lại nhau. Bây giờ chỉ muốn xuống ôm mọi người một cái, nếu mà sẵn được thì mình hôn nhau một cái cũng được. Ủa có ai muốn ôm mà hôn khi không à? Hôn gió rồi nhá. Ui giời ơi. Ok thì quay trở lại chủ đề của anh. Dạ. Tại sao em viết bài Ume em hả? Đúng rồi. Dạ thực ra thì em viết bài này chắc cũng được 2-3 năm rồi. Cái giấc mơ âm nhạc này của em nó cũng nung nấu từ rất là lâu rồi. Viết về một chàng trai bị tương tư yêu một cô hoa nào đó. Tại vì sao biết em bằng hoa không ạ? Đúng rồi, quá trời hoa trên người luôn ạ. Tại vì trong khoa có hoa á. À, trời trời rồi, cái câu tả thính này là tôi cũng coi ở trên Facebook OK rồi đó, mà hôm nay vẫn bị dính như thường, tức ghê á. Hôm nay ý tưởng của em hay là ý tưởng của ekip của mình dành cho một cái sân khấu nè, showcase rất là hoành tráng, và đặc biệt là cái backdrop phía dưới là một cái khu rừng rất là nhiều cây xanh. Hay là tại vì cây ở dưới là cây. Dạ không, thực ra thì cái này ý tưởng lúc đầu thì em chỉ vẽ lên một bức tranh thôi. Mà nói thẳng ra thì sự giúp đỡ nhiều nhất và công lao lớn nhất đó chính là của tất cả các anh em và của các diễn hàng cũng như đối tác của Kay. Và nữa thì xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và đặt niềm tin vào giấc mơ của Kay. Cảm ơn các diễn hàng rất là nhiều, cảm ơn các đối tác rất là nhiều. Cảm ơn. Và ngày hôm nay thì hy vọng rằng những người đã yêu thương em rồi sẽ yêu thương em nhiều hơn nữa trong tương lai và sẽ ủng hộ hết mình ha. Trước khi mà đến với những hình ảnh đầu tiên trong chiếc MV lần này thì không biết là Kay có muốn teaser nhẹ nhẹ cho mọi người một tí xíu không về sản phẩm này không, trong cái quá trình mà em sản xuất á. Dạ. Dạ. Ok. Sao ý là chia sẻ đó. chia sẻ hả? Ừ. Chia sẻ thì em không biết chia sẻ gì đó, tại vì em đã thực hiện cái sản phẩm lần này trong vòng bao nhiêu lâu? Dạ em đã hoàn thành hơn 2 tháng. Mà trước đó thì em đã suy nghĩ đến một cái câu chuyện, một cái kịch bản như thế nào thì cũng đun nấu rất là lâu rồi, và cũng nghĩ là mình sẽ làm một cái buổi showcase, không phải chỉ là mình thể hiện ở đây, mình không có muốn thể hiện cái gì hết á. Tại vì đối với Kay á, âm nhạc là kết nối. Khi mà mình làm được cái nghề của mình và mình được kết nối những cái người yêu thương của mình thì không còn gì tuyệt vời hơn. Nên chính vì đó là có buổi showcase của Kay ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Dạ vâng.